sân quy nghiêm trăm món nén, họ trăm một nén cầu bình yên gia đình.
đời tao mèo dâu. Dòng người lao sao như suối trào về miền biển Phật, quỳ dưới thuyền môn chắp tay nguyện cầu tinh tấn khấn gia đạo bình an qua vạn nhà thăng trầm. Khói tỏ hương bay vào tâm thức kẻ khấn ngâm thầm, bước chân nhỏ vào nơi Phật điện cảm thấy mình bay lạ như sông mây vừa bừng tình. Hồn miên diện từ lâu vô định bóng ngộ ra trong một tiếng du hành. I'm